Những gì chiếc kim này làm thật tuyệt vời. Chỉ cần đặt một cây kim lên bản đồ, giao hàng tới nhà bạn ngay lập tức. Có chuyện gì với fan, tòng, gia? Hôm nay tôi hiếm khi làm bài tập về nhà nhưng lại quên nó ở nhà. Rõ ràng robot nuôi dạy con cái của tôi đã nhắc nhở tôi đêm qua. Không biết phải làm gì, tôi chỉ biết khóc. Nhưng ngay sau khi tôi bị kẹt và chạy vào lớp, tôi phát hiện ra rằng cuốn sách bài tập về nhà của tôi xuất hiện một cách kỳ diệu trên bàn làm việc của tôi. Chuyện này làm tôi băn khoăn. Sau khi trở về nhà, tôi đã học được. Hóa ra Fatty Blue đã sử dụng ống tim trái đất. Ống tim này tương đương với phiên bản chuyển phát nhanh cao cấp. Ví dụ, mẹ tôi muốn gửi gói hàng này đến nhà bà tôi, chỉ cần tìm nhà bà trên bản đồ. Vậy thì hãy cho tôi một cơ hội, sau đó cho vào gói và bấm. Giây tiếp theo, bà tôi gọi điện để cảm ơn tôi. Vì vậy, tôi, người có sự nhạy bén trong kinh doanh, vì vậy tôi đã mở đo rác cát Distress 10 mét một lần. Bất kể bạn trẻ hay già, thầy cô thường dạy chúng ta kết hợp công việc với nghỉ ngơi. Và lần này kinh doanh chuyển phát nhanh, có lẽ tôi có thể xây dựng đế chế kinh doanh của mình. Bởi vì tôi là một kẻ cuồng vợ, vì thế tôi quyết định chữa trị miễn phí cho Shizuka suốt đời. Thật tiếc là hiện tại Shizuka không có dịch vụ chuyển phát nhanh nào để chuyển. Khẩu hiệu rẻ và nhanh, nhanh chóng mở cửa thị trường. Chỉ một ngày, khách hàng muốn gửi thư chuyển phát nhanh phải xếp hàng dài. Một số người trong số họ muốn sử dụng 10 mét để gửi tủ quần áo của mình. Nhưng đôi khi cũng có người thấy phí chuyển phát nhanh 10 mét quá đắt. Vì vậy tôi quyết định tặng bạn một đơn đặt hàng dùng thử miễn phí. Nhưng điều anh ấy muốn không phải là chuyển phát nhanh. Thay vào đó, hãy để tôi lấy ba anim Sikam từ Siafu. Dưới áp lực của FAT Tiger, người chồng không còn cách nào khác đành phải giao anim Sikam mới nhất. Khi tôi rời đi, tôi gặp Shizuka, người nhờ tôi gửi một gói hàng có thể phục vụ Shizuka. Điều này khiến tôi vô cùng vinh dự. Trong khi đó, nhân viên của tôi đang làm việc chăm chỉ để gửi thư, gặp phải một nơi không thể nhìn rõ, chỉ cần dùng kính lúp để phóng to. Bằng cách này, bệnh có thể được chữa khỏi chỉ bằng một mũi thuốc, hai mũi tăng cường cơ thể, ba mũi trẻ hóa cơ thể. Nhiều món đồ lớn cuối cùng đã được gửi đi. Chuyến chuyển phát nhanh hôm nay đã hoàn tất, và nhân viên của tôi cũng kiếm được nhiều tiền. Thế là anh quyết định ra ngoài mua Doreiki. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ gửi thư tiếp theo. Tôi sao chép quả bầu và vẽ cái muỗng rồi gửi sách của FAT Hu qua đường bưu điện. Sau đó đến gói của Shizuka. Tôi vừa bắn nó giữa đường, nhưng ngay sau khi tôi gửi gói hàng của Shizuka, nhưng tôi nhận được cuộc gọi từ FAT Tiger giục tôi gửi hàng. Cảm thấy lạ, tôi ra phố tìm, nhưng tôi lại thấy cuốn sách nằm lặng lẽ giữa đường, còn cách đích đến 100 mét. Tôi tái chế truyện tranh. Khi đi ngang qua nhà FAT Hu, đừng quên nhờ anh ấy đợi người đưa thư ở nhà. Cùng lúc đó, Shizuka gặp Lan Béo trên đường, hành lý trên xe phía trước, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của Shizuka. Cô ấy không hiểu tại sao lại hỏi tôi, gói xuất hiện ở đây. Cả hai chạy theo xe, xe dừng lại, Lan Béo trèo lên cột điện thoại. Ngay khi tôi vừa định chạm vào cái gói, nhưng ba cuốn sách từ trên trời rơi xuống, đánh Lan Béo cho đến khi không thể chết được nữa. Tôi một lần nữa lấy lại ba cuốn sách tôi đã gửi nhầm. Lần này, tôi tìm thấy một chiếc kính lúp, gia đình FAT Tiger trong gương cực kỳ rõ ràng. Tôi nhắm kim, nhưng một lần nữa, tôi lại nhận được cuộc gọi từ FAT Tiger giục tôi gửi hàng. Vì lần này sách đã được chuyển lên sân thượng, người đàn ông béo xanh đã giúp Shizuka chuyển phát nhanh. Ngay khi tôi chuẩn bị tự thưởng cho mình khẩu phần ăn, tôi thấy mình liên tục thất bại. Lúc đó anh ấy mới biết tôi đã giao cuốn sách lên sân thượng. Thế là anh ấy mách tôi mẹo là chích cho thật kỹ. Lễ điểm đạo bồ đề của tôi, tôi nghĩ lần này sẽ thành công. Tiếc thay cuộc đời là vô thường, ruột già cuốn quanh ruột non. Chuyến chuyển phát nhanh của FAT Tiger lại thất bại. Chỉ vì tôi dùng quá nhiều sức, lần này chuyển phát nhanh được chuyển dưới lòng đất.